Em xin chào mọi người nha. Thật sự thì trong đạo Phật mình có một cái gọi là lực nhân quả công bằng mọi người. Thì mình chữa người hôm trước, hôm sau thì người sẽ chữa lại mình. Mình cười người hôm trước, hôm sau sẽ có người cười lại mình. Em đã chiêm nghiệm cái vấn đề này và chính bản thân em cũng bị luôn. Lúc trước thì em có cười một cái bạn đó về cái việc đó. Cái thời gian sau cái cũng có người đó, người ta cười em về cái vấn đề đó. Thì trước em là bất động sản á. Thì các bạn em không rành về marketing, quay dựng video video trên mạng xã hội đó, thì mới cười bạn đó là ừ mày làm video, mày làm bất động sản mà mày không biết gì hết, vì trên mạng thì sao mày bán được đất, bán được nhà đấy. Xong cái thời gian sau em cũng mới vô nghề, em cũng còn non, cái có nhiều cái về pháp lý em chưa có rành. Cái bữa em mới hỏi anh em, ủa cái này sao anh em chỉ em cái anh em nói trời ơi mày mày chưa rành bất động sản mà bữa mày cười thằng thằng Quy, trời ơi đó là gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười là em vui cục luôn mọi người. Thì bữa nay cái vụ việc Tường Lam nó cũng có nhiều cái trường hợp giống như vậy, cũng có những cái người người ta làm YouTube á, người ta lên người ta nhục mạ, người ta chửi người khác, rồi người ta nói về Tường Lam này nọ, thì cái người đó cũng bị chửi lại trong 2 3 4 giờ đêm vậy đó. Thì cũng có người người ta gọi đến, người ta chửi những cái người đó đó mọi người. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị bây giờ không có liên quan tới vụ việc này cũng lên mạng chửi Tường Lam, nói xấu, rồi đôi khi có những lời nó nặng nề luôn. Thì á vừa chửi Tường Lam hôm đó, hôm sau lại có người đi làm clip phản biện lại, lấy cái hình của cô đó, tên tuổi cô đó ra, đích danh cô đó ra, có người ta phản biện lại. Thì đó là cười người hôm trước, hôm sau bị người cười lại, bị người chê trách lại đó mọi người. Nên cho lực nhân quả nhà Phật nó đúng luôn, nó không có sai miếng nào. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, và còn rất là nhiều vấn đề khác nữa. Thì mọi người đăng ký kênh, follow kênh như là like clip để ủng hộ cho mình, thì mình sẽ bật mí trong những vấn đề tiếp theo ha. Cười Tường Lam hôm trước, chửi hơn Tường Lam hôm trước, hôm sau có người cười lại, có người phản biện lại và có người chửi lại luôn. Đó là lực nhân quả công bằng ha mọi người. Còn cái gọi là khẩu nghiệp nữa thì tương lai mọi người sẽ biết được là cái khẩu nghiệp nó sẽ như thế nào đó ha mọi người. Còn giờ thì chào tạm biệt và hẹn lại cái nhà mình vào những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.